Hấu ơi, Hấu tự soi này, Hấu nhìn thấy em không? Con thấy con để dai không? Ừ, ok, nó cúi mặt xuống. Xấu hổ à? Này, đẹp dai ơi. Ừ, thế mình soi mình cũng đẹp dai ra phết đi nhỉ? Chứ không phải là bình thường đâu. Nhà, mình cũng đẹp dai ra phết đi nhỉ? Tự mình selfie mình cũng đẹp dai ra phết đi nhỉ? Ừ, Dưa Hấu ơi. Thế à, Dưa Hấu của mẹ mấy tuổi? Cúi mặt xuống. Dưa Hấu mẹ mấy tuổi? Nào trả lời mẹ, con mấy tuổi? Hả? Mẹ hỏi con mấy tuổi? Hấu mấy tuổi? Hấu? Hấu mấy tuổi? Ơ? Không trả lời mẹ à, mấy tuổi? Ừ, thì con 4 tuổi. Chính xác, 4 tuổi. Rồi, ngoan.